Tháng 8 năm Kỷ Hợi, tức là ngày 2019, ngày Thọ Bát Quan Trai thường lệ của đạo tràng Tịnh Xá Liên Hoa, thì hôm nay để nói rõ hơn về vấn đề tại sao sư không chữa bệnh trần gian nữa mà chỉ chữa bệnh cái người âm cảnh thôi, đó. Còn nói về độ bá tánh chúng sanh á, thì âm dương sư đều độ hết, nhưng mà ai có duyên thì độ, ai không có duyên thì thôi, chứ không có cưỡng cầu, không có cưỡng cầu gì hết. Thì hôm nay là sư muốn nói lên một cái lời chân thật để cho tất cả tăng ni và Phật tử nam nữ cũng như cô bác xa gần chúng ta được nghe, để chúng ta tìm hiểu thêm những cái gì mà chúng ta chưa hiểu. Thì xin thưa quý vị, sở dĩ hôm nay mà tôi không còn chữa bệnh cái người trần nữa đó, là bởi vì cái buổi này là cái buổi mà chúng sanh trả nghiệp, chúng sanh phải trả nợ đó, chúng sanh phải trả nợ. Và bề trên đó, cũng chấp nhận cho những người đi đòi nợ. Thì cõi âm cảnh cũng như trần gian này không khác. Trần gian á, nếu mà trường hợp đó mà ai á là cái người thiếu nợ thì xã hội trần gian cũng phải chấp nhận cho người ta đòi nợ một cách hợp tình hợp lý, chứ không phải mà đòi nợ một cách mà nó xô bồ xô bộn, không phải đòi nợ bằng một cách áp chế. Và đồng thời cái người mà trả nợ đó cũng phải biết cách đó, mình phải trả nợ như thế nào đây. Thì cái công lý của xã hội đương thời á, người ta chỉ đứng trung gian giữa cái người thiếu nợ và cái người đi đòi nợ. Cái công lý của xã hội đương thời. Thì cái thế giới tâm linh cũng vậy nữa. Chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần là những người, những cái cơ quan mà chức năng để giải quyết những vấn đề mà cái người bị đòi nợ và cái người đi đòi nợ đó một cách như thế nào cho nó hợp tình hợp lý, không ép chế, không ép chế. Thì quý vị biết mà, theo như nhà sư được hiểu á, từ năm 2000 đổ về sau này là trời đã mở cửa cho các vị Phật tiên thánh thần hiền xuống trần để mà độ con cháu ở trần gian này. Nếu ai biết tin tưởng thì được bề trên người ta độ một cách rất là rốt ráo, nếu biết tin tưởng. Nhưng mà ngược lại á, nghĩa là những người mà không biết tin tưởng thì bề trên cũng không phải bỏ đâu, cũng thương xót lắm, cũng cứu độ, nhưng mà muốn độ độ cũng không được. Tại sao? Tại vì cái người thiếu nợ đó phải biết giác ngộ thì bề trên ta mới độ rốt ráo được. Cái người thiếu nợ mà không biết tin tưởng trời Phật thần thánh thì trời Phật dầu có thương ở chăng nữa thì cũng không độ được rốt ráo. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cái người mà đang chìm ở dưới sông mà cái người ở trên xuồng mà muốn nắm kéo lên mà cái người đó không chịu lên, không chịu đưa tay lên cho người ta nắm, người ta kéo lên xuồng thì cái người trên xuồng cũng không thể nào cứu được. Có nghĩa là cái người thiếu nợ thì phải biết tin tưởng trời Phật thần thánh thiêng liêng, cũng như phải cầu cứu bề trên người ta cứu cho mình thì mới được. Chứ mình thiếu nợ, những người khác đang đòi nợ mình mà mình không cầu cứu ai cứu mình thì không ai cứu được hết.
Đó. Rồi cái người đi đòi nợ cũng vậy. Tại sao thời buổi này mà bây giờ chúng sinh trả nghiệp quá nhiều vậy? À, bà con mình cứ đi bệnh viện thì biết. Bệnh viện Chợ Rẫy là một cái bệnh viện lớn ở cả cái miền Nam này, miền Trung mà lân cận cũng vô đây để mà nằm viện. Nhưng mà bệnh viện Chợ Rẫy bây giờ nó lên hết trơn, nằm tới hàng ba luôn. Còn nếu quý vị nào mà vô bệnh viện trung tâm ung bú á hả, quý vị biết nằm tới ở ngoài trước, xa ngoài trước luôn. Đó là tôi nói những cái bệnh viện lớn thôi, còn những bệnh viện nhỏ thì thôi cũng không biết đâu mà nói. Bây giờ người ta bệnh cái mùng quá chừng chừng là bởi vì sao? Ta đi đòi nợ. Đi đòi nợ đó. Mà những cái vong hồn này trước kia tại sao không đòi nhiều mà bây giờ là đòi nhiều? Bởi vì cửa địa ngục đã mở. Từ năm 2000 cửa địa ngục đã mở cho những người âm ở dưới địa ngục mà bị giam nhốt lâu nay á, là vì trước kia họ cũng đi đòi nợ. Họ phạm những cái luật, phạm những cái nguyên tắc, cho nên á, bị bề trên á, cho á, là quỷ sứ nó bắt giam vào ngục hết, không có lộn xộn được. Nhưng mà trong cái buổi này á, là mở cửa cho lên đi đòi nợ. Cho lên đi đòi nợ. Như vậy thì cái người đi đòi nợ họ được quyền đi đòi nợ mà bề trên cho phép. À. Cho nên do vậy mà sư ở giữa trung gian này sư không thể nào can thiệp được. Mà sư có can thiệp được là yêu cầu cái người bị đòi nợ phải trước phải tin tưởng trời Phật thần thánh thiêng liêng, tin tưởng hồn thiên sông núi, rồi cầu ở trên độ cho mình, hỷ xả những tội lỗi của mình. Không khác nào như là mình xin cái luật pháp của nhà nước tha thứ cho mình, giảm nhẹ cho mình bớt. Nhưng mà song song bên cạnh mình xin nhà nước không cũng không được. Phải xin cái người mà xưa nay mình thiếu nợ họ, họ phải ký giấy bãi nợ. Họ phải ký giấy xóa nợ cho mình thì bề trên mới căn cứ vào cơ sở pháp lý này mà tha cho mình được. Cũng như là những cơ quan chức năng hiện thời, mà mình muốn cơ quan chức năng hiện thời mà tha thứ cho mình á, thì cái người mình đã gây chỉ sự đau khổ, chết chóc, mất mát, thân mạng, đau thương cho họ như thế nào đó, họ phải ký giấy bãi nợ, xóa nợ cho mình. Thì bề trên ta mới căn cứ cái pháp lý này mà ta tha mình, ta giảm nhẹ cho mình. Thấy không? Cho nên nói thế gian này á, có thể mình về mặt luật pháp mình có thể trốn được, nhưng mình không có thể trốn được dưới những cái gia đình, với những người nào mà mình đã giết chóc họ, mình hại mạng họ, mình đốt nhà đốt cửa họ, mình phá cho tan gia nát cửa họ, vân vân, mình không tránh được người này đâu. Cho nên cái đó thì sư mới có thể tạm gọi là cái luật pháp của thế gian là cơ quan chức năng xã hội hiện tại ta xử lý mình. Nhưng mà còn một cái luật thứ hai nữa là quý vị biết gì không? Luật giang hồ. Ăn miếng trả miếng, dây một trả một, có khi dây một mà phải trả tới 10 luôn. Mà cái này không ai cản được hết. Không ai cản được hết. Cho nên hiện thời bà con mình có những người rất là từ bi, rất thương xót những người xung quanh họ bệnh hoạn, họ đau khổ như thế nào đó. Rồi mình hướng dẫn đi thầy. Mình những tưởng mình làm phước như vậy là tốt rồi. Đúng, mình làm phước là tốt đó. Nhưng mà cái mối căm thù của những người nào, của vong hồn nào đó, nó theo nó báo người đó, họ nó không tha mình. Tất nhiên nó theo nó quằn mình. Có thể nó làm cho mình là bị tai nạn, bị chết chóc luôn nữa là khác. Tôi xin thí dụ chẳng hạn như cái bà Ngọc Hậu ở Biên Hòa đó. Cái gia đình kế bên bà đó bệnh hoạn, thì cái gia đình đó mới cầu một cái người thân ở kế bên đó biết sư ở đây để dẫn lên giùm, để mà xem giùm cứu bệnh. Cách nay là trên 40 năm mà chúng ta mới đây đâu. Thì chuẩn bị ngày mai đi, cái chú mà hứa chở cái dẫn người bệnh mà lên đây á, ngày mai đi, ngày nay ra đường bị tai nạn xe cổ gãy tay, ngày mai hết chở. Rồi mới năn nỉ bà Ngọc Hội á, là cái bà dì ruột của sư á, ở Biên Hòa á, dẫn lên giùm. Thì á, bà Ngọc Hậu cũng định á, là bữa khác
dẫn lên, tối phải làm mệt đi bệnh viện luôn. Đi bệnh viện luôn, mình tưởng chừng như là tại sao lạ vậy? Cái người mà có một cái sự suy nghĩ mà nhiễm nhặt á thì mới thấy rõ cái này. Tức là những cái phần vong hồn mà nó báo oán, nó trả thù, nó không chấp nhận ai dẫn đi hết trơn á. Dẫn lên sư là sư giải quyết là nó đâu có chịu. Nó phải chặn đứng trước, nó phá trước, là như vậy đó. Nói vậy để cho quý vị thấy rằng những cái mình hôm nay mình gọi là cái luật giang hồ á, ăn miếng trả miếng á, tức là nó ghê gớm lắm. Luật pháp thì đáng sợ rồi, ai là người biết sợ tội lỗi thì đã đáng sợ rồi, nhưng mà luật giang hồ còn đáng sợ hơn nữa. Luật pháp có thể đem ra tội ai á, là xử đấy, nhưng mà luật giang hồ có thể là cái người đó tội mà người nợ binh nó dứt hết một loạt luôn. Ngăn chặn nó mà, ngăn chặn ý đồ nó trả thù báo oán. Quý vị coi phim Tàu biết chứ gì, bao công xử án đó, thấy chưa? Ai mà binh giật người đó, cản đường người đó là nó giết hết đó. Cái thời buổi này là cái thời buổi coi như là cho đi đòi nợ, và cái người thiếu nợ phải trả nợ. Nhưng mà trả nợ bằng cách nào? Cái điều trước nhất là mình phải biết tin tưởng trời Phật thần thánh để cầu ơn trên chỉ dạy hướng dẫn cho mình cái cách thức. Cách thức mình trả nợ làm sao? Đó. Thiếu nợ không phải là mình sẽ trả nợ 100% hết đâu. Có khi mình uyển chuyển. À, cũng như trong cái pháp môn nhà Phật dạy tu cũng vậy nữa. Thay vì nói rằng là diệt tham sân si, diệt cái tham sân si trong lòng của con người mình. Đó. Nhưng mà thật sự ra mà nói á, nếu mà diệt tham sân si mà nó dứt hết á, thì con người mất tri giác luôn, mất cả tri giác luôn. Cho nên đúng theo cái pháp nhà Phật mình tu á, không phải diệt tham sân si mà chuyển tham sân si thành giới định huệ. Chuyển tham sân si thành giới định huệ. Đó. Mà cái người tu theo cái đạo Phật mình nó gọi là tu giới định huệ á, là tam vô lậu học. Là ba cái pháp môn này tu sẽ dứt được cái phiền não, dứt được cái sự đau khổ luân hồi lộn kiếp ra vào trong ba đường sáu cõi xuống lên. Đó. Chuyển tham sân si thành giới định huệ là như thế nào? Thay vì á, mình nói mình diệt hẳn tánh tham, xin thưa quý vị, diệt không được đâu. Bị tánh tham, con người nó từ trong cái tạng thức nó sanh ra, từ trong cái ý tham cầu mà nó hiện đến. Cho nên mình muốn diệt nó, diệt rồi lát nó có lợi à, diệt lát có lợi, mình chỉ chuyển nó thôi, chuyển nó thành giới. Muốn diệt cái tham thì mình chuyển cái tham thành là giới. Giới là gì? Giới là những điều lệ ngăn cấm con người mình không làm những cái tội lỗi, nó không làm những điều sai trái sai quấy nữa. Đó. Chuyển tham thành giới, chuyển sân thành định, chuyển si thành huệ. À, chuyển tham sân si thành giới định huệ. Mà mình biết chuyển như vậy á là mình biết tu, mình biết học và mình biết hành. Và khi thực hành trong cái giới định huệ này, nó sẽ dứt được những cái phiền não luân hồi lộn kiếp. Quý vị thấy chưa? À, cho nên trong vấn đề mà tu á, thí dụ như nói ra những cái từ ngữ của Phật giáo thì có thể nhiều người là học thuộc lòng mà nói cái bằng thao thao bất tuyệt á, nhưng mà đi sâu vào những cái chi tiết quá, những sự hành pháp á, thì lại là còn thiếu sót rất nhiều, thiếu sót rất nhiều trong vấn đề mà hành pháp. Mới ngày hôm qua này có một cái chú nọ ở thành phố Hồ Chí Minh đi lên với bà mẹ thiền. Chú nói chú thiền rặt ròng như vậy là 3 tháng. À, thì tự nhiên bây giờ chú lại nghe trên đầu của chú á, nó xoáy một cái
nó xói một cái như một cái dòng điện mà nó chiếu vô rồi đó, chạy rần xuống cái xương sống, cái lưng luôn. Mà từ đó thì chú nghe đó, trong người chú á, đầu tiên á, khi mà nó chạy vô rồi thì nghe hai lỗ tai nó ù ù như nghe gió ù ù vậy đó. Kế đến nữa thì nó nghe nói trong lỗ tai, trong lỗ tai nó chỉ nó cách tu dày, tu kia, tu nọ đó. Rồi á, chẳng những vậy thôi, còn nói cho nay nghe, cho nó biết trước những chuyện sắp tới và chuyện đã qua nữa. Thì nó hỏi sư như vậy là đúng hay là sai, thì sư mới trả lời là sai, không đúng. Bởi vì cái pháp tu thiền của nhà Phật á, thì đi vào thanh tịnh vô vi và đi vào đại định luôn, không khởi một vọng niệm gì hết. Như vậy thì chú thiền này chú khởi vọng niệm, cho nên chú mới bị gọi là nôm na gọi là tẩu quả nhập ma. Nhưng mà trường hợp chú mới giai đoạn 1 thôi, mới giai đoạn 1 bị tẩu quả nhập ma rồi. Tẩu quả là sao? Là lửa nó thoát ra ngoài, tức là cái dù chú ngồi thiền mà chú cái tư tưởng, chú vọng tưởng, cho nên cái thần linh của chú á, cái dòng điện tâm linh của chú nó đã thoát ra ngoài. Thoát ra ngoài rồi thì ma nó nhập vô xác. Bây giờ nó làm chủ chú. Thì bây giờ chú mới nói sư là con nghi này chắc là bùa lỗ ban quá, nó hại con quá. Nó không phải. Bùa lỗ ban không bao giờ vô trong người chú á, mà nó nói vậy kia nọ cho chú biết đâu. Nó âm thầm nó hại chú thì không bao giờ mà nó nói. Đó. Mà cái này là thiên ma, thiên ma nó điều khiển. Thậm chí chú nói bây giờ á, nó nói là tao cho mày đau ở ngực, cái tự nhiên ngực đau lên. Cái tao cho mày đau ở bụng, cái tự nhiên bụng đau lên. Tao cho mày đau ở tay, ở vai, cái tự nhiên đau lên. Tao cho mày hết rồi đó, cái hết. Nó nói sao hay vậy? Giờ làm những lão trong người con, giờ làm chủ con rồi. Tôi nói vậy thì chú bị thiên ma nó thâm nhập cũng nặng đó. Giai đoạn 1 nó đã cuối giai đoạn 1 rồi đó. Thì bây giờ nó hỏi sư ra làm sao mà để cho hết cái này. Tôi nói giờ bỏ hết, không tu nữa, không thiền, không niệm Phật nữa. Nếu mà chú còn tiếp tục chú thiền là chú mở cửa cho nó vô tiếp đó, mà chú á, niệm Phật á, chú cũng mở cửa để vô tiếp đó. Giờ chỉ có nước xả bỏ hết, không có, không niệm Phật mà không tu thiền nữa, chú cứ làm ăn bình thường và mỗi sáng sớm phải tập thể dục. Tập thể dục để điều hòa theo cái hơi thở và điều hòa trong cái pháp môn mà sư chỉ á, là điều làm cái phép mộc dục á, trong cái pháp thiền của sư á, là niệm án mà ha ta na đà bát đắc ra đó, để điều hòa cái năng lượng trong con người mình nó đi thuần nhất theo cái hệ thống thần kinh đó. Điều hòa cái khí hóa nó đi theo trong cái hệ thống của nó rồi buông xả hết thì cái này nó từ từ nó hết. Chứ chú bị cái này không ai thầy, không thầy nào trị được hết, tự mình phải trị mình đi đó. Thì mới ngày hôm qua đây giống đâu đó tôi nói vậy cho quý vị thấy. Cho nên cái pháp Phật mình tu á, đừng có ham linh. Ai đó mà họ tu họ mau linh quá, đó là tà lạc tà đạo rồi, không còn chánh đạo ở đâu đó. Tu mà mau linh quá là tà đạo chứ không có chánh đạo. Bởi vì xin thưa quý vị á, cái tư tưởng con người nó mạnh lắm, nó mạnh vô cùng. Khi mà mình định tâm, mình định tâm trở lại á, mình tập trung tư tưởng đó lại đó, thì cái tư tưởng nó mạnh lắm. Nó vọng cầu một cái gì á là ma nó vô liền. Ngủ ấm ma nó kề cận bên mình này, chứ không đâu xa lạ. Nó chỉ chờ nó như không khác nào, xin lỗi, nó như ăn trộm, nó rình nhà mình sẵn vậy. Nó núp nếp một cái chỗ nào trong cái kính cửa, mình chỉ hé cửa mình ra ngoài, mình quay lưng là nó đã xen kẽ nó vô nhà rồi. Ngủ ấm ma nó kề cận bên mình nè, mà lúc nào nó cũng rình rập những người tu chân chính thì nó phá. Cho nên mình tu chân chính mà mình không phòng ngừa là mình sẽ bị lầm nó ngay, lầm kế mị tà ngay, thấy không? Cho nên do đó mà phải cẩn thận trong vấn đề tu học. Cẩn thận trong vấn đề tu học.
Còn vấn đề quý cô bác bà con mình cũng vậy nữa. Thí dụ hiện tại mình làm ăn, có nhiều người muốn mua mai bán đắt, mau phát tài, rồi đi lợi thầy bà mình xin một cái bùa, một cái phép gì đó để làm ăn cho may mắn, cho phát tài. Xin thưa quý vị, mình xin một cái bùa, cái phép đó nó đều có binh hết. Thầy mà ta luyện bùa luyện ngải á, là ta có luyện binh hết. Ta cho một mình một chữ bùa thôi, một miếng phép nhỏ thôi, là ta cấp binh theo cho mình đó. Trước mắt á, thì họ giúp cho mình làm ăn rất là tốt, phát triển tốt quá. Nhưng mà binh đó đó, mà thầy bùa thầy ngải họ cho mình á, là 3 tháng phải đổi một lần. Tức là thay binh, thay binh á, mà cũng là thay tiền, cũng là thay tiền. Tức là cái đợt này mình tới thì mình cũng phải đặt tiền tổ bao nhiêu, rồi 3 tháng nữa mình cũng phải đặt tiền tổ bao nhiêu. Như là thay binh tức là thay tiền à. Rồi á, sau đó lâu ngày á, thì nó đúng ra mấy vị mà người ta giúp cho quý vị làm ăn thì cái chuyện mình thấy trước mắt là tốt rồi. Nhưng mình không ngờ, không ngờ âm binh đó nó theo mình á, nó ở nhà với mình á, riết rồi quen hư, quen hư, quen nước, quen cái, quen nhà, quen cửa hết. Thì nói xin lỗi á, ở đây tôi nói không phải tôi nói xấu là cái pháp môn của người ta, nhưng mà tôi nói thực tế tôi đã gặp rồi. Thí dụ như bây giờ cái cô đó cổ xin chùa bùa hay ngải về để làm ăn may mắn, thì tức là ta cho binh theo. Mà cho binh theo nếu là trong binh đó, nó gồm cũng có nam có nữ. Nếu mà mấy cái dòng nam mà nó vô nhà mình ở ra vô riết không quen đó, thì mình cái nhà mình có con gái, nhà mình có con gái, có thấy con gái mình nó thích cái nó theo, bị ở nhà ra vô mà riết nó quen hơi rồi thì nó vô nó làm chồng ma con gái của mình đó. Nó làm chồng ma con gái mình, mấy dòng nam, binh nam. Còn ngược lại binh nữ á, thì ra vô nhà mình có con trai chưa có vợ, hay có vợ rồi không cần biết, ra vô quen hơi quá cái làm vợ ma con mình luôn đó. Mà cũng có khi, cũng có khi nó làm chồng ma mình luôn. Nếu vợ đi thỉnh bùa về, mấy vị thần bùa đó họ kề cận mình riết quen rồi đó. Cái ra vô nhà mình riết quen rồi, cái gần gũi mình quá, cái bắt cái hư mình, cái vô người mình ở luôn, làm chồng ma. Còn nam á, thì sinh như vậy á, thì gặp mấy cái dòng nữ mà ma đó, cái theo nó làm vợ ma. Mà mình đâu có biết à. Nếu mà nó theo như vậy mà nó hiền á, thì nó để cho vợ chồng trần gian mình nó chung sống nhau bình thường. Nhưng mà ví dụ nó không hiền mà nó muốn đọt luôn, thì nó theo vợ thì nó là hành bệnh chồng cho chết. Đặng cô vợ ở giá là đặng có chồng ma là nó, hoặc giả là có vợ ma là con ma đó nó làm ra. Cho nên á, vấn đề bùa ngải cũng giúp đỡ cho nhiều con người mình nhiều cái việc trước mắt, nhưng mà cái hậu quả thì không lường được đâu, không lường được đó. Cho nên thí dụ bà con mình có những việc gì cần mà nhờ những vị đó người ta chuyên môn, người ta cứu đời, người ta giúp đời á, thì khi xong rồi ân đền nghĩa trả. Cũng như mình đi bác sĩ vậy đó, mình đi bác sĩ trị bệnh xong rồi thôi, đóng tiền bệnh viện xong hết trơn rồi thôi về. Đừng có quyến luyến với ông bác sĩ đó nữa, đừng quyến luyến với cái cô bác sĩ đó nữa. Thấy không? Dầu muốn dầu không mình á, gia đình mình á là mình phải bảo vệ. Còn bác sĩ bên ngoài thì mình có bệnh mình mới tới thôi, mình cần thôi. Mình không chửi bới bác sĩ gì hết, không nói nặng nói nhẹ bác sĩ gì hết, vì đó là cái phương pháp cứu của người ta. Giờ mình có việc cần bệnh thì mình phải nhờ thôi. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mấy thầy á, thầy bùa thầy ngải mà ta xấu hết. Cũng có nhiều người rất là tốt, nhiều người tốt lắm, họ cứu đời không chứ không có hại ai trơn á.
nó cứu đời cho họ không hại ai hết. Mà họ thí dụ họ cấp binh đi lại mà hộ vệ một người nào bệnh á, thì họ có cái nguyên tắc riêng của họ, là thí dụ như họ trị họ thấy hết rồi thì thôi khỏi tới nữa, họ nói thẳng luôn hết rồi khỏi tới đó. Còn thí dụ có tới để mà đi tái khám lại chăng nữa thì tùy mình thôi, tùy mình, chứ thầy bà mà người ta cứu đời người ta không có đòi hỏi một cái gì hết. Mặc dầu vậy mình cũng đừng có lợi dụng, đừng lợi dụng mà thầy bà người ta cứu đời rồi mình lợi dụng cái kiểu này kiểu nọ cũng không được. Mình sống trong đời mà mình biết thọ ăn thì phải biết đáp báo ăn đó. Người ta vì nghĩa nhưng mà mình cũng phải biết nghĩa, chứ mình đừng lợi dụng cái gì nghĩa gì ăn của người ta. Nói như vậy đó thì cuộc sống thế gian này nó tốt đẹp hết, không có gì để nói hết trơn. Cách này ba bữa ở trong Đức Quốc, sư bữa ở trong đó đó, bốn chị em cái cô nọ thành phố Hồ Chí Minh lên, thì có một cái cô em á là cổ bệnh, mà bệnh nay là trên 20 năm rồi. Thì tôi bây giờ tôi nói thẳng với Phật tử là tôi không có coi bệnh nữa, nhưng mà ai á, ai đến với tôi mà những cái phần âm mà họ tới họ tự khai á thì tôi mới xem, mà tôi giúp cho người âm đó, thấy không? Giúp cho người âm đó. Cái câu đó lên tự nhiên ông cố cổ về. Như vậy ông cố của cổ hồi trước là làm thầy pháp, thầy pháp nhưng mà cũng trị bệnh rồi cũng có cắt lễ nữa vân vân. Nhưng mà khổ nổi khi mà cắt lễ như vậy á lại cắt sâu quá, bị hồi xưa là cắt đâu phải lưỡi lam như bây giờ mà cắt cạn đâu, hồi xưa cắt bằng miễn chén, đập cái miễn ra nó bén á rồi cắt một cái sực luôn á, chứ không phải ít đâu. Cho nên là cắt nhầm cái giờ nhâm thần ở sau lưng, cái ngự ra máu chứ cầm cũng được chết luôn. Hiện bây giờ cái vong hồn đó nó theo á, nó theo cái ông cố của cô này, mà nó theo ông cố cô này mà nó cứ cắt lưng ổng lại không à, nó báo oán trả thù. Ông đau nhất ông chịu không nổi, ông chui vô cái xác của nhỏ cháu này, cháu cố này, ông nằm làm cho cháu cố này bệnh nó cứ trăn trở hoài, tối ngủ không được, mới cứ đau nhất lưng dường như ai cắt này vậy đó. Ông cố nói với nó là một rồi, chạy lên sư. Ông cố ông ứng lên, ông mới kể là ông làm phước như vậy á, mà giờ cháu ông bệnh như vậy. Thì té lẽ ông lên ông khai như vậy thì cái vong hồn hồi đó ông cắt mà nó ngay cái giờ mà nhâm thần á, cái giờ nhâm thần ngay cái lưng nó chết. Nó về nó cũng kể luôn, nó nói luôn giờ nó phải theo báo oán trả thù. Cái gì thấy chưa, mình cứu người ta hết bệnh á thì ân nghĩa đâu chưa thấy, mà rủi chết cái họ theo báo oán mình. Cho nên cái này cũng phải đáng sợ á nha, đáng sợ á. Cho nên làm ơn làm phước á gì á thì mình phải biết cái nào mình nên làm, cái nào mình không nên làm đó. Ví dụ bây giờ tại sao mà tôi nói tôi cứu người âm mà tôi không cứu người dương nữa, vì người dương đang trả nợ. Người dương đó phải biết sám hối ăn năn cầu xin cho người ta. Cho nên từ chỗ đó mà tôi mới hôm nay tôi mới nêu lên một cái vấn đề, tất nhiên là thời buổi này là thời đi thi rồi, thi đó. Thời buổi này chúng sinh đang thi đó. Thì cổ nhân có nói á, Phật thi đức, trào quốc thi văn, nhân tùng thi chánh, là chân tăng thi lòng. Đó. Thì quý vị biết á, thời kỳ thứ ba ma tà quỷ mị xuất hiện sống chung với người trần thế. Đó. Như vậy thì sống chung với trần thế thì bây giờ cái người trần thế chúng ta phải thi,
cõi ai là cái người tốt à, mà được bề trên chấm à, thì sau này mình được cái kết quả tốt. Mà ai mà làm xấu, tức là rớt, thì mình phải hưởng những cái quả xấu do mình tạo ra. Chứ người trung gian như sư bây giờ không can thiệp được nữa à, không can thiệp được nữa à. Cũng như bữa nay là quý Phật tử thấy như hồi nãy bà Ngọc Tiến á, bà dẫn cháu bà lên nhờ sư coi bệnh cho nó, sư không có làm nữa. Nhưng mà ngược lại quý bà lại thấy một cái việc lạ. Cái cô mà Trần Minh Đức nè, ông anh nè, áo đỏ nè à, cổ không phải người ở đây, tôi cũng nói thẳng luôn. Tự nhiên là ông Trần Minh Đức cũng về sát em gái để xin tôi tu à, tôi đặt nãy đặt pháp danh Thiện Đức à, mà Thiện Đức này ở đâu, ở đâu mà xin về đây theo tôi tu ở à, đó câu đó đó, lấy máy quay cổ ơi cho thấy cổ luôn đi à, lại quỳ ngay giữa nè ừ, lại quỳ ngay giữa cho máy ta quay ta thấy cô đi, khỏi năn nỉ sư một lần nào hết, quỳ xuống đó đi à, khỏi năn nỉ sư một lần nào hết. Bởi vì Trần Minh Đức á, là ứng lên trong người cổ cầu xin tôi cho quy y cho tôi chấp nhận liền, tôi phải bỏ ra một cái khoảng thời gian ngắn để tôi cho quy y. Đây là tôi nói vậy, người mà cầu cứu mà đặc biệt là người âm là tôi không bỏ, khỏi năn nỉ lần nào hết, thấy không? Chú là Trần Minh Đức phải không? Ờ, chú theo em gái chú phải không? Mà em gái chú ở đâu mà chú theo về đây xin quy y? Ở nước ngoài hả? Nước nào vậy? Bên Mỹ á. Bên Mỹ sao biết sư ông đây về xin quy y? Có trên mạng á. Quý vị thấy chưa? Cái người âm bất cứ ở đâu mà khi họ tin tưởng trời Phật thần thánh thì họ từ bên Mỹ mà họ dẫn xác về đây để xin tôi quy y thọ tâm quy ngũ giới đi tu học. Thì quý vị thấy một cái chuyện nó không có đơn giản. Thấy không? Nhưng mà tôi đâu có từ chối. Mà tại sao bà Ngọc Tiến nãy tôi từ chối? Tại vì cháu bà đâu được vậy. Thấy không? Ờ. Thôi được rồi, thôi con lui về đây cho cửu y. Ừ rồi giỏi á. Thì à, xin thưa quý vị á, cái giờ thi đã điểm bắt đầu từ giờ nào? Tức là đầu thế kỷ 21. Đầu thế kỷ 21. Tức là sau năm 2000 là bắt đầu bề trên cho mở đề thi rồi. Cho mở đề thi rồi. Như vậy thì cái câu mà cổ nhân nói Phật thi đức, trào quốc thi văn, nhân tùng thi chánh, mà chân tăng thi lòng là như thế nào? Đó. Là sư thưa quý vị, Phật thi đức á, là nhắc nhở mỗi con người chúng ta sống cuộc đời này, đầu tiên nhất là phải giữ lòng mình từ bi bác ái được nhiều hay ít. Thi đức, mình giữ lòng mình nó từ bi bác ái được nhiều hay là ít. Nếu nhiều thì chấm điểm cao, mà ít thì chấm điểm thấp, mà nếu không giữ được nữa thì zero. Zero, phải không? À, mà cái điều thứ nhất này mà chấm zero rồi thì là uổng lắm nha, uổng lắm. Ừ. Đó là tôi nói vấn đề Phật thi đức, trào quốc thi văn đó, là như thế nào? Trào quốc thi văn á là trong thể chế xã hội mỗi người có giữ gìn được nhân bản văn hóa đó, do tổ tiên truyền thống để lại hay không, là mỗi con người mình nè có giữ gìn được cái nhân bản văn hóa
truyền thống tổ tiên để lại hay không? Thì cho nên thưa quý vị, khi nói nhân bản nhân là người, bản là gốc, là căn bản, là nền tảng của con người mình sống cuộc đời này. Mình có giữ gìn được những cái văn hóa, những cái quý báu, những cái cao đẹp của tổ tiên truyền lại hay không? Nếu có giữ được ít thì chấm điểm ít, giữ được nhiều thì chấm điểm cao. Còn nếu không giữ được cái gì hết thì zero luôn. Là trong cái điều thứ hai. Rồi, để lát rồi quý vị muốn cần tôi phân tích đi sâu về chi tiết quá về nhân bản và nhân văn của một con người. Chút xíu tôi sẽ đi sâu vào cái này hơn. Ở đây chắc có lẽ cũng có nhiều vị trí thức lắm, có cô thầy giáo cũng nhiều ở nhau. Nhân tùng thi chánh. Nhân tùng thi chánh là mỗi con người mình có giữ được chánh tâm, có thanh liêm, có trong sạch hay không? Tâm hồn của mỗi con người mình sống cuộc đời này, mình có giữ được tâm hồn mình ngay thẳng, trung thực, thanh liêm hay không? Nếu được nhiều thì chấm điểm cao, mà ít thì chấm điểm thấp. Mà nếu mình không có, mình không được giữ lòng ngay thẳng chân chánh của mình, chánh trực thanh liêm, thì zero. Cho ốc dịch luôn. Nhưng mà cho ốc dịch chắc no à nha. Bây giờ ăn riết là no chứ gì. Đó là cái điều mà nhân tùng thi chánh. Cái điều thứ tư á là chân tăng thi lòng. Chân tăng thi lòng là đây á, nói về vấn đề tăng ni người xuất gia. Người xuất gia tu học theo giáo pháp nhà Phật. Nhớ nghe, đây là người xuất gia nè. Có gìn được lòng từ bi bác ái và kiên định lập trường đạo đức hay không? Cái người tu học theo đạo Phật nè, là tăng ni á, có gìn lòng bác ái theo Đức Phật và có kiên định được lập trường đạo đức hay không? Đó. Nếu có kiên định được, gìn được cái lòng bác ái theo Phật được, ít thì điểm thấp, mà nhiều thì điểm cao. Mà nếu ngược lại á, mình không kiên định trong lập trường đạo đức, mà mình vì danh, vì lợi, vì tiền, hay vì một vì lý do nào đó mà đánh mất cái đạo đức của mình, cái lập trường đạo đức của mình, thì là zero, là hốc dịch. Thấy không? Mà hốc dịch thì chắc no rồi. Vậy có hốc dịch thì ăn nó no. Nó như vậy đó. Thấy không? Bốn đề thi này không làm được, tức bị rớt ngoài thế giới nhân đạo của loài người, cũng còn gọi là gì quý vị? Gọi là tận thế theo lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Quý vị lâu nay nghe nói tận thế, quý vị tưởng chừng như sập địa cầu. Không có đâu. Sập cái đạo đức lòng mình á, chứ địa cầu không có sập. Cái này tôi khẳng định rõ ràng. Vì người ta muốn lợi dụng một cái gì đó, người ta nói tận thế tới nơi rồi, tu mau kẻo trễ. Thành bà con mình bây giờ đa số người á, mà đặc biệt những người lại thích cái đạo đức, thích tu, rồi họ nghe lời vậy họ sợ quá, họ ép sát, họ khổ hạnh, hoặc giả là dân dân, rồi vọng tưởng thành trở thành điên loạn khùng cả đám hết trơn. Ông hai, thấy không? Đừng tin những cái lời mà cái người hiện nay mà họ nói vậy là không đúng.
Bản thân á, nhà sư đi sâu vào thế giới tâm linh, thấy rõ là họ nói sập địa cầu á, là tận thế này kia nọ, mà con người chết hết rồi tối tâm trời đất ba ngày ba đêm, mà chuyện đó sẽ không bao giờ có, cả triệu triệu năm nữa cũng không có nữa, không có nữa. Mà mình đánh mất cái lòng đạo đức của mình, mình sập cái lòng đạo đức của mình như này, chứ không có sập địa cầu. Nhớ như vậy đó. Cho nên tôi mới nói với các tăng ni và Phật tử trong thời đại mình đây mà nói á, yên tâm cứ tu đi, từ từ mà tu. Quay đầu là bờ. Mình biết những biết tin tưởng trời Phật thần thánh thiêng liêng, những cái gì đó trước mắt để mình sửa tâm sửa tánh cho nó tốt đẹp, cho nó có đạo đức, có tình, có lý, mình sống trong cuộc đời này thì kịp rồi, không có trễ. Không trễ. Còn cái chuyện mà thành tiên thành Phật từ từ mà làm. Bởi vậy cho nên cổ nhân người ta nói quay đầu là bờ. Chỉ cần quay đầu thôi, tin hay không tin thôi, quay đầu là bờ. Đó. Cho nên đây là cái bốn đề thi mà cổ đức đã nói. Phật thi đức, trào quốc thi văn, nhân tùng thi chánh, mà chân tông tăng thi lòng. Cho nên giai đoạn này chỉ yêu cầu mỗi con người mình tự nguyện, tự giác, và phải giải đáp bài thi, phải giải đáp bằng thi thôi, bằng phương thức. Mình phải sửa đổi tâm tánh của mình như thế nào. Đó. Tức là trên á, là mình phải tin tưởng trời Phật thần thánh thiêng liêng, hồn thiên sông núi, cầu xin gia hộ, tai qua nạn khỏi, bệnh hoạn dứt trừ, gia đình hạnh phúc, con thảo cháu hiền. Trước nhất là mình phải tin. Phải tin trời Phật thần thánh, tin hồn thiên sông núi, tin của quyền thất tổ, mình giàu có mất nhưng mà vẫn còn tồn tại bên kia thế giới. Chắc chắn như vậy. Bởi vì truyền thống văn hóa tổ tiên mình ngàn đời đã dạy con người chết còn một linh hồn bất tử mà. Cái này nó rõ ràng. Rồi á, nói trên là mình tin tưởng bề trên rồi, bây giờ ở dưới là sao? Là mình phải sám hối tội lỗi với người mà mình đã nhiều đời nhiều kiếp vô tình hay cố ý gây ra sự đau khổ mất mát thân mạng cho họ. Để họ cảm động, họ tha thứ cho mình. Họ tha thứ cho mình. Mà họ tha thứ cho mình thì đương nhiên bề trên tha thôi. Họ tha thứ cho mình thì bề trên tha. Nếu mà cái người mà quan gia trái chủ mình đã gây với họ rồi, họ không tha thứ cho mình, thì bề trên muốn tha mình họ cũng không dựa vào cơ sở nào mà họ tha được hết trơn. Không dựa vào cơ sở nào họ tha mình được. Dường như hôm nào tôi có kể một cái việc mà bên đạo Chúa, là quý vị có nghe rồi chứ, cái vụ mà bà Chính Thép và bà Quấn ở đường Lê Thánh Tôn Biên Hòa đó. Thì tôi có kể sơ về cái vụ đó. Sau khi mà bà Chính bà xuống, bà chết rồi xuống âm phủ, bị địa ngục xiềng nhốt bà, và bà về bà gặp bà Quấn, bà xin phép về gặp bà Quấn để nhờ bà Quấn là năn nỉ xin ba má cậu bé tha tội cho bà. Bà Quấn không biết gì trơn á. Bà Chính là bà về, bà trong đang ngồi tụng kinh thì bà nghe cái tiếng gọi. Mà nói đúng ra cái người âm á, mà họ gọi ai á, họ cho người nào biết thì hai cái dòng điện qua người đó chỉ biết nhau thôi, người ngồi bên cạnh cũng không biết nữa. Con bà Quấn cũng ngồi đọc kinh Chúa kế bên bà Quấn mà nó không biết gì trơn á. Nó thấy mẹ nó đang đọc kinh Chúa tự nhiên ngưng lại rồi, vân vân vậy thôi. Nó không biết gì trơn á. Thì sau đó thì nó mới hỏi ra, thì bà Quấn mới kể lại là bà Chính về kêu, đang đọc kinh bà Chính về đứng ngoài cửa kêu: bác Quấn ơi, bác Quấn, bác làm ơn bác lại nói với ba má cậu bé tha tội cho tôi. Bác làm ơn bác lại nói với ba má cậu bé tha tội cho tôi. Nhưng mà bác Quấn cũng không biết là tội gì, mà bà Chính này gây tội gì với ba má cậu bé, bác Quấn không hiểu. Như vậy thì bác Quấn sáng ra, bác lại thay gì á, năn nỉ ba má cậu bé tha, thì bà sẽ biết liền cái sự việc ra làm sao. Này bà không nói, không đến nói ba má cậu bé, mà đến nói với
con bà Chính. Con bà Chính hiện là vợ của nhà Mai Dũng đường Lê Thánh Tôn Biên Hòa. Đó, tôi chỉ nhắc lại thôi. À, khi mà lại nói với cái cô vợ chú Dũng á, thì cổ nói thôi cụ yên tâm đi. À, cụ yên tâm mà để cháu đến nhà thờ cho nói cha giật chuông là hết à. À, thì vợ chú Dũng cũng tin tưởng rằng khi mà nói vậy thì nói cha nhà thờ thì thí dụ như nói ông sư ở tỉnh xá trụ trì nè, như sư nè, nói đánh chuông cầu nguyện hết chứ gì đâu. Thì vợ chú Dũng lại đến nhà thờ nói cha nhà thờ giật chuông. Những tưởng giật chuông yên chuyện, nào ngờ đâu ở ngoài một tuần sau thì bà Chính lại về nữa. À, là kêu bà Quấn: bác làm ơn, bác nói với ba má cậu bé tha tội cho tôi thì Chúa mới tha. Cái này nghe cho kỹ nha. Ba má cậu bé tha tội cho tôi thì Chúa mới tha. À, thì bác Quấn con không hiểu gì. Như vậy bác Quấn có lẽ bác cũng đã biết là vợ chú Dũng đã có đi nhà thờ nhờ cha giật chuông cầu nguyện rồi đó, cầu xin rồi đó. À, nhưng mà lại bà Chính lại về kêu tiếp nữa. Thì bây giờ á, bà Quấn bây giờ bà không đến nói vợ chú Dũng nữa, mà đến ngay á, nhà của cậu bé. Thì ba má cậu bé bữa sáng đó đi sáng sớm thì vô rẫy tân phong làm rẫy rồi. À, thì chỉ có cậu bé ở nhà đang tứ cãi về sau thôi. Bà Quấn mới đến bà nói: hồi tối thấy bà Chính về á, kêu rồi nói nhờ tôi nói giùm ba má cậu tha tội giùm cho bà, mà tôi không biết là bà với gia đình cậu có xảy ra chuyện gì tôi không có biết. Thì cậu bé cậu mới kể lại là hồi mà đời mà còn chiến tranh á, là Mỹ còn ở trong này á, là chị cậu bé nè là 12 tuổi là con gái, bà Chính mới nhờ á, à, ba má cậu bé đó là cho con gái của mình qua phụ rửa ly rửa chén cho bà. Nhưng mà qua rửa ly rửa chén thì bị hiếp dâm chết luôn. Nhưng mà thời buổi đó thưa gỡ ai, vậy là thưa gỡ ai bây giờ à, rồi mọi việc trôi qua. Bây giờ bà Chính bà chết xuống âm phủ mới bị Diêm Vương xử bắt nhốt với đánh đập ở dưới. Rồi giờ ở dưới bả mới xin về để mà báo cho bà Quấn biết, bà Quấn xin tội giùm cho bà ba má cậu bé tha thì Chúa mới tha. À, thì bây giờ là coi như là cậu bé kể vậy, thì như vậy là bà Quấn mới nói thôi thì tôi cũng không biết, nhưng mà ba má cậu về thì cậu cứ kể lại bà Chính xin nhờ tôi xin giùm vậy đó. Chiều ba má cậu bé trong sảy tân phong về thì cậu bé mới thuật lại, thì ba má cậu bé mới tìm đến bà nhà bà Quấn mới kể tình tiết đầu đuôi hết trơn hết trụi tất cả rồi. Nhưng mà cuối cùng thì ba má cậu bé thì trước là trên là vì Chúa, sau là vì tình nghĩa với cụ, bởi vì bà Quấn này bà hai đỡ đầu con sanh á, bên đạo á, trước là trên trước là vì Chúa, sau đó là vì bác, cũng là người anh trong gia đình. Thôi thì tụi cháu bỏ qua. À, từ đó sắp sau bà Chính không còn về kêu nữa, tức là được tha rồi. Thì xin thưa quý vị, bên Chúa như vậy thì bên Phật mình cũng vậy thôi. Bên Phật mình gây tội với ai rồi thì mình phải nhờ xin người đó tha tội cho mình, thì trời Phật thần thánh ta mới tha mình được. À, thì cũng khác nào như thế gian thôi. Bây giờ mình gây tội với một gia đình nào đó mà mình chỉ xin chính quyền tha không đâu có được, phải gia đình đó có người bãi nại cho mình, à, xin tội cho mình, thì ở đây nhà nước cầm luật pháp, nhà nước mới giảm tội hay là xóa tội cho mình được. Thì âm dương nhất lý là như vậy, tổ tiên mình xưa nay dạy âm dương nhất lý. Cho nên á, sống trong cuộc đời này mọi tôn giáo đều bình đẳng đối với luật pháp nhà nước, mọi tôn giáo đều bình đẳng hết. Người ở tu đạo Phật, đạo Chúa, cao đài hòa hảo, nếu phạm tội thì luật pháp nhà nước ta sẽ dùng cái luật pháp mà người ta giải quyết.
Chứ người ta đâu phải vì tiền, ta đâu phải vì mà Phật giáo mà ta tha đâu, mà đâu phải vì cao đài mà ta bỏ đâu, thấy không? Mà đạo nào cũng nằm trong cái luật pháp của nhà nước, nó là bình đẳng chung. Thì cõi thiên đình cũng vậy, cái cõi trời cũng vậy thôi. Nhưng mà cõi trời có cái chỗ là mình không có chạy trọt được, bởi vì cái cõi trời là cái cõi sống bằng thế giới tâm linh. Mình khởi một cái niệm là cái người khác đã biết rồi, khởi niệm tham á, cái gì đó là người ta biết rồi. Còn trần gian này không ai biết hết, cho nên đôi khi trần gian này mình còn qua mặt, qua mặt với người trần gian được, nhưng mà cái người âm cảnh thì không qua mặt được. Bởi vậy cho nên trong cái lực mà về thế giới tâm linh á, thì tổ tiên mình có nói á, xuống âm phủ mà chối tội đi, cứ chối cho đã đi, khi mà cho lên cái kiến nghiệt đài rồi á, nó hiện ra trở trơn à, không có chỗ nào mà giấu hết trơn á. Nghĩa là còn phim ảo ảnh trong cái tư tưởng của mình á, mình đã tạo trong cuộc đời từ hồi 12 tuổi về sau, cái gì đó nó ra hết, cũng như cùng phim mình quay vậy, quay từ đầu tới cuối á, mình lên đó mình mở trở lại thì nó ra đúng bon hết, không chạy tội đường nào hết trơn tuổi á. Thấy không? Ly mà lên kiến nghiệt đài rồi, chưa lên kiến nghiệt đài thì còn chối đó. Còn á là lên nghiệt đài rồi, cái kiến đó rồi thì nó hiện ra, không khác nào như cái cuồng phim mà mình đã cho vô cái đầu máy và cho lơ vô truyền hình rồi thì nó lộ ra trên truyền hình gì hết rồi, dầu có quên cũng nhớ luôn, thấy rõ hết, thấy không? Bởi vậy cho nên cái người ông bà tổ tiên mình hồi xưa không có máy truyền hình nè, chưa có radio cassette nè, phải không? Chưa có gì hết mà ta biết cái thế giới tâm linh rất là siêu. Nghĩa là ta chỉ nói là lên kiết nghiệt đài nó lộ đó hết trơn, thì bây giờ mình mới lấy cái đài truyền hình với cái đầu máy mình gắn vô, mình thấy đúng y bon, bon luôn. Còn không thì bây giờ cái thẻ nhớ của mình á, cho vô cái vi tính, bấm cái ra hết trơn, chạy được tội đường nào. Cho nên thế gian còn chạy trọt qua lại, trốn tránh né này kia nọ, nhưng mà xuống âm phủ rồi thôi, bó tay. À, người xưa chưa có chế được cái truyền hình cassette radio vậy trơn, nhưng mà ta còn biết được những cái việc đó trước thời điểm. Còn bây giờ đây là khoa học đi sau không có gì ơi, đi sau không à. Phật hồi xưa Phật nói trong một bát nước có 84,000 con vi trùng. À, nhưng mà hồi đó có ai, đâu có cái hiển vi đâu, đâu có máy siêu âm X quang gì đâu. Nhưng mà Phật nói trước, đúng thì bây giờ máy móc nó hiện ra đó. Bởi vậy cho nên mình cái người mà biết tin tưởng trời Phật thì mong rằng á, trong bà con mình không đi Phật giáo nên cố gắng làm đề thi đi, làm bài thi, đừng có nhờ người khác làm nữa. Bởi vì cái bài thi kỳ này á, ban giám hiệu ra lệnh và có cái quy luật gắt lắm. Quy luật gắt là trong mỗi lớp trường đều có người canh gác hết trơn à, ai mà làm dùm người đó phạm tội luôn, bị trên nữa. Sư thí dụ vậy, sư là người gác, đang gác thi nè quý vị ơi, sư là người đang gác thi, cho nên giờ ai năn nỉ sư làm dùm sư làm không được. Làm không được, bây giờ tự mấy vị làm bài đi, ít nhiều cũng cố gắng làm. Mà làm bằng cách nào? Tức là phải thực hiện lòng mình, phải thực hiện lòng mình đi, thì sau này mình mới được chấm rồi đó. Điểm cao điểm thấp đấy, mà mình có làm được, có thực hiện lòng mình được những cái điều tốt mà theo như bề trên đã quy định, thì chắc chắn mình sẽ sống một đời an lạc hạnh phúc về sau. Đó, cho nên á mới nói rằng người đang thiếu nợ, nợ tiền, nợ tình, nợ máu, nợ miệng, bốn chủ nợ đang có quyền đòi. Ai là người bị đòi nợ, sanh ra bệnh hoạn đủ điều, thì bài thi ban giám hiệu Thượng Đế Mẫu Hoàng đã ra, hãy tự làm bài, tự giải đáp sẽ được kết quả tốt. Dứt bệnh hạnh phúc đoàn viên, sứ giả thiên đình, sứ giả Phật quốc, canh gác trường thi, không làm bài giúp được đâu. Dầu từ bi bác ái thương người, muốn giúp người cũng không giúp đặng nữa.
đó, mà tự mình phải làm bài thi, phải đáp ứng với cái bài đó, tức là đáp ứng trong bốn điều mà sư đã nói hồi nãy cho quý vị nghe đó. Ở đây thì tôi xin nhắc lại, Phật thi đức là giữ lòng mình từ bi bác ái được nhiều hay ít. Không phải người trần gian thi đâu mà Bồ Tát, Thinh Văn, Viên Giác thi hết trơn à. Tỳ kheo nè, tăng ni, sa di thì phải thi hết. Chứ không phải riêng Phật tử thi đâu, mà tất cả mọi người đều thi. Trên cõi thượng giới Bồ Tát, Viên Giác, chỉ trừ Như Lai không có thi thôi. Như Lai chấm thi. Như Lai chấm thi, Thượng Đế thì chấm thi, Mẹ Diêu Trì chấm thi, chứ còn Bồ Tát đỡ lại là phải thi hết. Cho nên mình người trần gian cũng phải thi thôi nha. Trà quốc thi văn là mình sống trong một thể chế xã hội cá nhân, mỗi người có gìn giữ được nhân bản văn hóa do tổ tiên truyền lại hay không. Khi nói là nhân bản thì mình nói nhân là người, bản là cái căn bản, bản cũng là bổn, tức là gốc, cái gốc của con người mình có giữ gìn được cái gốc của mình hay không, cái giữ gìn cái gốc của mình hay không, cái gốc của mình nó ở đâu. Thì quý vị biết cái gốc của con người mình mà tổ tiên thường dạy mình là con hồng cháu lạc, con rồng cháu tiên, đúng không? Cái gốc mình ở đây nè, mình phải giữ đó. Mà mình có giữ được hay không, hay là mình vì tiền bạc, vì danh vọng mà mình đánh mất cái gốc của mình. Cái này là mình phải thi đó, phải thi. Rồi, nhân văn, tức là nhân là người, mà văn là vẻ đẹp. Mà vẻ đẹp nó không phải cô động trong cái hình thức của một con người mang xác thịt thôi, mà cái vẻ đẹp gồm cả thân và tâm, vẻ đẹp của thân, vẻ đẹp của tâm. Rồi cái vẻ đẹp của văn hóa, một cái nền văn hóa của Việt Nam mình. Mà khi nói về cái văn hóa của Việt Nam mình á, là một cái vẻ đẹp á, thì quý vị biết cái văn hóa Việt Nam mình nó không phải là người nông không, mà cầm kỳ thi họa, canh tiều, ngư mục á, nó có một cái vẻ đẹp riêng của từng một cái ngành đó. Cái bản sắc văn hóa dân tộc đó, là cái này mình cũng phải có một cái quan niệm giữ gìn như thế nào để lưu lại con cháu về sau nó biết nó có gốc có nguồn, nó có căn có cội. Xin lỗi, ví dụ về Phật pháp này, sư phát triển được cái đạo lý của làm người, của con người mình bị đại bạc, thì cái bên mà vấn đề mà thi họa cũng vậy. Những nhà thơ họ phát huy được cái văn hóa gì thi thơ của họ, thi thơ họ đã nói lên được những gì để cho tất cả con dân đều hướng theo đó. Tất cả con dân đều hướng theo. Thí dụ chẳng hạn như là Đại Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi, hay hoặc giả là Lý Thường Kiệt, Nam Quốc Sơn Hà, hoặc giả là Triệu Ẩu, Tôi Muốn Cởi Cơn Gió Mạnh, thí dụ như vậy. Cái văn hóa cũng phải bảo vệ. Đó là những cái phương thức để nhắc nhở, đã để truyền đạt lại con cháu về sau học hỏi những cái hay đẹp này nè, hai cái đẹp này. Hoặc giả tôi nói xin lỗi, bên cái nghề đông y cũng vậy, thuốc men. Bây giờ mình hiểu ra cái ngành thuốc men đông y này là do ai sáng chế và ai lập ra đầu tiên nhất, thì xin thưa quý vị, đó là vua Thần Nông. Vua Thần Nông, ổng chuyên ổng đi thử lá thuốc này, cái cây kia là cái chất nó làm sao, cái vị nó làm sao, và trị những cái gì, mà trở thành là một cái phương cách trị liệu cho bá tánh, cho vạn dân, nghĩa là bằng gia truyền. Ngày nay mình gọi là cổ truyền. Tức là vua Thần Nông là người sáng chế ra thuốc men về đông y dược liệu, thấy không?
À, cũng phải giữ gìn cái bản sắc, cái thuốc men này để mà cứu giúp con cháu. Đó như là bây giờ á, các cái nhà mà kêu bằng dược sĩ á, họ nghiên cứu về cái thuốc men chế biến này kia nọ là cũng sao vô thần nông. Thần nông là tổ rồi, cho nên không thể bỏ được cái gốc, cái căn bản, cái truyền thống của tổ tiên mình phải có giữ. Rồi bên đờn cũng vậy đó. Tôi nói xin lỗi với bây giờ, ví dụ như bây giờ đờn á, đờn nhiều cái loại đờn lắm, đờn tranh, đờn cầm, đờn băng rô lin, đờn guitar rồi này cái nọ ha. Giờ cái chế ra nhiều biến nhiều cái loại đờn, đờn rất là hay, rất là thâm thí, nhưng không bao giờ, quý vị biết không bao giờ thì sao? Không bao giờ bỏ được cái đờn độc quyền. Đờn độc quyền kêu bằng đờn gì nữa? Hả? À, đờn bầu. À, nó có một sợi dây à, mà khi mà khải lên nó du dương, nó trầm bổng, nó hay ho vô cùng. Mà hồi xưa mấy vị vua lại thích cái đờn đó đó. À, mấy vị vua lại thích mấy cái đờn đó. À, mà mấy vị thánh mẫu cũng thích cái giọng đờn đó nữa. Nó du dương, nó trầm bổng ghê gớm lắm. Bây giờ mình không có nghe là mấy vị mà ta đờn tranh hay hoặc cái đờn này, đờn bandolin hay là đờn kìm này kia nọ mà bề trên ta dán xuống nghe, mà tôi chỉ nghe là có đờn độc quyền thôi à, là bề trên ta dán người ta nghe luôn á. Mà cụ thể nhất là cái ông Dượng, cái sư ông Dượng thứ 10 á, ổng ở Biên Hòa đấy ha, ổng lúc đó mà ổng rành đờn này lắm, mà ổng ở nhà ổng không có mua cây đờn, ổng lấy trái dừa khô nhỏ đó, ổng làm cái cán, ổng câu một sợi dây, mà sợi dây đó không phải là sợi dây đờn mà sợi dây cước. Ổng tháo sợi dây cước xe đạp đạp ra đó, ổng căng ra ổng đờn. Mà ổng đờn á, mà sư nghe ổng kể lại á, giờ ổng chín mấy tuổi rồi, ổng nói ổng đờn bữa ổng ngồi trong nhà ổng đờn, ổng đờn có lúc mà nó trầm bổng du dương quá, mà ban đêm tự nhiên á, là một cái dần ánh sáng á, dán xuống ngay cái khu đĩ của cái nhà, ổng quả ngầu ổng xin cái đàn ổng nhảy. À, cái bữa khác ông ngồi ông đờn ngoài cây mận, cái bà cũng dán xuống ngay cây mận á, ông xách đờn nhảy vô nhà. Sao với bà già ông á, rầy chữ ông á, mày á, mày đờn nha, mày đờn á, bề trên xuống tập phạt mày chết mồ đi kia nọ. Sao đó thì nói đúng, ông không dám đờn ban đêm, đờn ban ngày thôi, chứ nhiều khi ở nhà cũng rảnh rỗi mà lấy cái đờn ra khải chơi. Mà công nhận ông đờn hay. Có một lúc sư kêu thôi ông dạy tôi đờn. Mà ông dạy tôi đờn sao tôi đờn không được nữa. À, không được. À, đó thì nói cho quý vị nghe. Cho nên những cái bản sắc văn hóa dân tộc mình cần phải gìn giữ, không thể bỏ được quý vị. Đó là những cái nét đẹp, những cái hay, những quý báu của tổ tiên mình ngàn xưa để lại. À, nhân tùng thi chánh. Hả? À, nhân tùng thi chánh như vậy thì mình phải, mình coi mình có chánh trực thanh liêm được bao nhiêu. Cái này mình tự giữ mình biết thôi, chứ người khác không biết đâu. Mà bề trên chánh cho mình á, bề trên biết hết. Đó, trong tâm mình nó hiện ra cái gì á là bề trên ta biết hết trơn à. Mình hiện tại đây mình không biết, người xung quanh đứng kề cận bên mình, đứng sau lưng mình, đang đứng trước mặt mình cũng không biết, mà tự mình biết, mà bề trên ta sẽ chánh cho mình. Chứ đừng có nói tôi làm việc này xung quanh không có ai, có một mình tôi với chị thôi, không ai biết đâu. Không có đâu, không có một mình tôi với chị đâu, mà có những người xung quanh nhiều lắm, thấy không? Cho nên phải thi đi, ráng thi, mà thi tự lòng mình, chứ không phải bài vở mà giấy trắng mực đen bên ngoài, nha không? Giấy trắng mực đen bên ngoài ai không viết được, không làm được, nhưng mà thi trong lòng á, cái đó là nó quan trọng á, là ý nghĩa như là mình thực hành. Phải thực hành những điều này, mình phải sống theo những cái điều tốt này. À, mình sống điều tốt được là được chấm thi tốt. À, đó. Rồi nói về vấn đề mà chư tăng chư ni cũng vậy, đừng có nghĩ rằng tôi tu theo Phật tôi ngon rồi nha, không ai làm gì tôi được hết trơn á. Bữa tôi nhớ dường như vong hồn của bà Bảy Huynh bả về bả nói phải không? À, tôi xuống địa ngục kêu tôi thấy mấy ông sư mặc áo vàng như này nhiều quá vậy. Nghe bà nói vậy đó, bà với âm phủ bà về mà
nhờ cúng dây tăng mà bà lên được á. Bữa bà kể luôn, bà nói dưới sao tôi thấy mấy ông mặc áo vàng nhiều quá vậy. Như vậy là mình biết dưới địa ngục cô không tha mấy người tu tầm bậy đâu, không tha người tu tầm bậy đâu. Đừng ở trên này mà mình tu đây, mình nói mình ngon rồi, mình được nuông chiều, được tưng tiêu, mình làm bậy rồi xuống dân phủ người ta tha, không có tha đâu. Cho nên phải nhớ mà giữ cho lòng mình á, cho nó tốt. Đó thì xin thưa quý vị, sống trong cuộc đời này, kẻ đạo hay là người đời, người đạo hay là người đời, dầu là đạo nào ha, dầu là người đời mà người đời ở nơi này hay nơi khác vân vân, nếu mình sống á mà mình không biết sửa đổi thân tâm, không biết làm chuyện tốt, không biết tránh chuyện xấu, mà cứ cố chấp bảo thủ theo lối tà kiến ha, bảo thủ theo lối tà kiến, thiên kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới kiến thủ của riêng mình, thì cuối cùng sao, cái trường thi này sẽ bị sàng lọc ra khỏi đời thánh đức tương lai, cuối cùng bị sàng lọc ra khỏi cái đời thánh đức tương lai hết. Ví như là sàng gạo, đây là mấy bà mấy cô biết sàng gạo phải không? Tấm cám sâu mọt bị lọt ra ngoài, chỉ còn lại trên sàn gạo, gạo trắng trên nguyên mà thôi. Cho nên giờ mình đang thi á, để giờ chót coi mình lọt xuống dưới sàn gạo hay là còn nằm trên sàn gạo nhau. Nhớ vậy, mình phải ráng làm như thế nào mà mình còn nằm lại, chứ đừng để rớt, đừng để rớt. Tóm lại thì cuộc đời mình sống hiện tại là nói về cái tham, thì ai cũng có lòng tham hết, nhưng mà cái tham đúng á, thì nó tham đúng tức là mình tham tiếc cái thời gian, rồi mình tham công ăn việc làm, mình cố gắng đem mồ hôi nước mắt của mình ra, mình tạo nên một cái sự nghiệp. Cái tham đó là cái tham đúng đắn, tham tu học cho mau giải thoát dứt luân hồi thống khổ để cứu độ chúng sinh, thì cái tham đó tham đúng, thì cuối cùng nó đưa mình đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn, tức là mình trở thành hột gạo cội trên cái sàn, trở thành hột gạo cội trên cái sàn. Nhưng nếu ngược lại cái tham mình mà tham lam, ích kỷ, bảo thủ cá nhân đó, thì cái tham này không khác nào như sâu mọt, nó sẽ lọt ra ngoài cái sàn hết. Mà những con người mà tham lam, ích kỷ, bảo thủ cá nhân á, mà họ vẫn bảo thủ cái cá nhân của họ, thì ở đây á, nôm na gọi là họ đã lâm vào cái trong cái thập kiết sử, tức là cái câu cuối cùng là giới kiến thủ. Giới kiến thủ tức là mình đã lạc vào một cảnh giới sai lầm, gian ác, tội lỗi, đọa đài rồi, mà mình vẫn bảo thủ. Mình vẫn bảo thủ, thì chính cái bảo thủ này nó ngăn chặn bước tiến trên con đường thánh thiện của mình. Nó ngăn chặn bước tiến trên đường thánh thiện của mình. Và mình á, không thay đổi, không thay đổi tâm hồn, tức là để trở lại con đường tốt, con đường chánh, đường đúng đắn. Thì như vậy là ví như là tự mình đã chối bỏ cuộc đời tươi sáng của Phật tiên thánh hiền của ngày mai. Mình tự chối bỏ. Như vậy thì mong rằng là quý tăng ni Phật tử mình cố gắng làm, tự làm bài nghe không? Rồi gắng tự làm bài đi, chứ đừng cầu chưa làm bài giùm nữa. Bệnh ai phải ráng sám hối, cầu xin trên là tin tưởng trời Phật thần thánh độ, dưới là cầu xin quan gia trái chủ tha thứ, thì những người ở trung gian khoảng giữa như sư mới có thể giúp được. Giúp được trong thế giới vô hình hoặc thế giới hữu hình mới giúp được mình. Chứ còn mình không tự sám hối, không cầu xin trời Phật chứng minh gia hộ, mình không tự sám hối cầu xin quan gia trái chủ tha thứ, thì Phật tánh thần tiên trước mắt hoặc giải cả như sư cũng không giúp được gì hết trơn. Trước khi dứt lời một lần nữa, cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo hộ pháp chư thiên gia hộ cho tất cả quý tăng ni Phật tử nam nữ thân tâm an lạc, tu hiền tinh tấn, và cố gắng
làm bài thi ha, cố gắng làm bài thi. Và một lần nữa chúc Phật tử vui sống trong ánh hào quang của chư Phật. Mô Phật. Giờ 10 giờ rồi. Quý vị hồi nãy giờ tôi nói có gì quý vị nghe chưa hiểu rõ thì có thể mình hỏi một hai câu, sư giải thích thêm cho nghe. Còn nếu mà không có gì thì thôi nghỉ. Có gì không? Bên nam mày có gì không? Không có ha. Bên nữ có gì không? Thì nãy giờ nói bài thi rồi đó. Nói bài thi đó. Sư không có ra bài thi, Phật ra bài thi chứ sư không có ra. Tam giáo hội đồng ra bài thi. Tức là ban giám hiệu ra bài thi với sư không có ra. Sư là cái người gác thi. Người gác thi ta. Cho nên giờ nhắc nhở bà con mình nên làm bài đi. Là mình phải giữ lòng mình. Cái này thi cái này á, nói Phật tử nghe, nói tiếng thi làm bài thi, sự thật là mình thực hiện trong lòng của mình. Thực hiện trong lòng của mình á, chứ không phải viết bài gì hoài đâu á. Thực hiện trong lòng của mình. Chứ nhiều khi tại sao mà tôi nói như vậy thì Phật tử cũng hiểu nè. Chính hiện giờ có những người tu Phật của mình á, mà không biết có thiên đường địa ngục hay không nữa. Tin tưởng không có rốt ráo. Vẫn mơ hồ. Vẫn mơ hồ không biết có trời Phật hay không nữa. Giờ phút này nè. Cho nên bây giờ á, nó đòi hỏi là mình có tin tưởng một cách tuyệt đối hay không. Nếu tin tưởng tuyệt đối là mình được chấm thi rồi đó. Đậu rồi đó. Bởi vì sư là một người trung gian. Trung gian ở giữa của thế giới hữu hình và thế giới tâm linh. Sư là người trung gian để nói lên những sự thật của gì thế giới tâm linh cho bà con mình biết. Chứ còn nếu mà thế giới tâm linh, tôi nói quý vị nghe, nếu mà tôi nói mà sai á, thì không phải đâu mà ông Thiện Đức này đâu bên Mỹ về đây cầu tôi xin quy tu đâu. Nếu tôi nói sai thì ở xa là ai cầu chi. Mà nhiều cõi thiên ở trên xuống, chẳng hạn như Ngọc Thiên Lý hay là Hoa Anh Đào, là những cái vị mà thiên thần ở trên ta xuống, tôi cầu xin tôi cho quy y để họ tu theo cái đạo giải thoát của tôi. Nếu tôi nói sai thì làm gì được mấy người này ta cầu. Mà tôi nói sai làm gì có mà Long Dương dưới nước lên quý vị, như trong cái chuyện Ký Phương Nam của tôi đó, thấy không? Tôi nói sai làm gì có mấy con quỷ mà giữ mà vừa rồi nó tới đây đó chịu quy y tôi. Tôi nói đúng họ mới phục chứ. Quý vị thấy là khi mà thâu phục một con quỷ dữ thì không có đơn giản đâu. Mình phải nói như thế nào cho nó nghe được mà đúng cái cuộc đời nó, về tâm lý cuộc sống của nó mới phục mình. Chứ khi không mình chàng ơi, quỷ nó hiên ngang một cõi rồi, nó đâu có chịu thua ai. Vì nó phải phục thôi. Bây giờ mình nói đúng nó đâu. Tôi biết anh từ đâu anh xuất hiện ra đây, anh có mấy cái nanh, ví dụ vậy đó. Mình nói nó đúng quá. Như cái ông mà hồi nãy tôi kể trong cái chuyện đó, 4 năm chị em lại ở đây, mà cái cô em đó là đây là có cái ông hồi xưa là ông thầy ông cắt lễ mà ông cũng có xài bùa, mà ông cắt lễ người ta cắt sâu mà người ta chết mà người ta báo oán ông. Quý vị thấy một cái điều rất là đau khổ nè, cái vong hồn mà ông cắt nó lỡ chết rồi nó theo nó báo oán nó trả thù ông, là ông do ông cắt mà nó chết. Nhưng mà bây giờ ông đau ông chịu không nổi. Bây giờ ông về á, cái đứa cháu ông nó hạp điển, ông vô trong đứa cháu ông trốn. Thì ông cũng không ngờ là khi ông vô đứa cháu ông trốn rồi á, thì ông cũng bị cái vong hồn nó cắt ông. Đứa cháu nó bị đau nhất luôn, nó lăn lộn đau suốt trên 20 mấy năm trường không hết. Quý vị thấy chưa? Cho nên ông bà cha mẹ mà làm những tội ác rồi vậy sao con lãnh nghiệp là vậy đó. Đó. Rồi tôi nói thôi ông ra đi, ông ra khỏi cháu ông thì cháu ông nó hết chứ gì.
Ha, không được ông sư ơi, nó cắt tôi quá, tôi chịu không nổi gì, tôi phải chui vô người cháu tôi ở được, tôi trốn. À, mà giờ tôi vô người cháu tôi ở, tôi trốn thì thôi giờ cháu tôi phải chịu. Ai là tôi khuyên ngay cái vong hồn mà nó cắt là ông, nó báo quán ra thù á. Thì nó mới nói là tại ông cắt tôi chết, giờ tôi theo báo ông chui vô cháu ông thì cháu ông phải chịu thôi. Ông bà làm tội lỗi thì cháu phải lãnh thôi. Nó nói vậy rồi mình nói sao giờ? À, rồi cuối cùng tôi khuyên nó nữa, tôi khuyên đủ thứ hết trơn rồi, nhưng mà nói giờ nó thù, giờ nó không tha. À, không tha thì bây giờ phải sao nữa? Thôi giờ gia đình về sám hối, tôi cho cái bài sám hối, về nhà sám hối đi, sám hối cho thật nhiều rồi cúng trả nợ thiên khối, trả nợ thiên khối gian sinh người ta thì mía mai là người ta tha được. À, mà khi nào mà ta nhận ta tha rồi á thì lên sư á, sư mới chú nguyện cái hết à. Còn ta không chấp nhận tha sư chú nguyện không có được, không có làm được, mà sư làm ẩu là sư bị phạt. Bây giờ giữa cảnh âm và dương nó lẫn lộn với nhau, vàng thao lẫn lộn rồi, thành thử nên bề trên mà cho cái người mà đi đòi nợ và cái người vay nợ phải trả rồi, mà mình làm sao mình can được? Mình can mà mình can tầm bậy là bị phạt liền, tức khắc bị phạt liền. Cho nên thông cảm giùm sư với bà Ngọc Tiến nè, thông cảm sư ha. Năn nỉ khổ lắm, nói ai mà năn nỉ tôi nhiều tôi cũng khổ lắm, chứ không phải sướng đâu. Tôi phải năn nỉ ngược lại đó, năn nỉ ngược lại. Thôi giờ tất cả niệm Phật cầu hướng. Nguyện đem công đức này hướng dài khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mô Phật. Hay tất cả đứng lên xá tội.